Không biết là ở đây không biết là có anh em nào giống em không nhỉ? Tại thời điểm cách đây khoảng gần 10 năm, những cái năm mà khoảng 2013-14, tại thời điểm đấy thì những cái đôi loa như thế này thực sự nó là một cái niềm khao khát của rất nhiều người. Tại thời điểm đấy thì một cái đôi BMB như này bán ra chính hãng ở tại Việt Nam giá là hơn 10 triệu cho một cái đôi loa karaoke chuyên nghiệp của BMB, hàng xịn chính hãng, bát 25, hai chép hai bên. Tại thời điểm đấy thực sự là 2013-14, em vẫn còn nhớ năm đấy là nhìn những cái dòng loa này ra mắt thị trường mà mình chỉ biết ra showroom để nhìn để sờ tận tay trực tiếp như này và để nghe nó, cảm nhận nó thôi. Nhưng mà đợt đấy, thời điểm đấy thì không có tiền. Hơn 10 triệu một cái đôi loa như này không phải câu chuyện đơn giản. Rất nhiều anh em chắc là tại thời điểm đấy cũng, nếu mà tầm như em tại thời điểm đấy, là em nghĩ cũng sẽ rất là nhiều anh em khao khát, mong muốn, ước mơ là có một cái sở hữu một cái đôi như này. Tuy nhiên thì tại thời điểm 2023 năm nay thì cái mức giá của nó đã quá hợp lý rồi. Những cái dòng loa sử dụng cũ như này bây giờ hiện tại nó chỉ còn có giá chưa đến 4 triệu một cái đôi loa như này. BMB xịn chính hãng, CSN đây. CSN 455, 8 ohm, công suất là 450W một đôi. Công suất của một thùng này là 225W. Và hiện tại bây giờ nó chỉ còn có giá là chưa đến 4 triệu một đôi. Bên em mặc dù là rất ít khi làm hàng bãi mà đa phần toàn hàng mới thôi. Đấy, toàn hàng mới thôi, rất ít khi làm hàng bãi. Nhưng mà tuy nhiên với một cái lô nó đẹp quá, về nhập về được khoảng gần chục đôi thì bây giờ hiện tại chỉ còn ở đây chỉ còn tầm 2-3 đôi thôi. Giá chưa đến 4 triệu, thực sự là nó quá hợp lý trong cái tầm tiền rồi. Nhích một chút công suất lên cho anh em nghe thử tiếng nhá.